Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, sau 7 ngày thực hiện siết chặt giãn cách theo quyết định số 2788, toàn thành phố đã ghi nhận 1.065 ca mắc COVID-19, tăng 569 ca so với tuần trước đó. Quận Sơn Trà là địa phương có nhiều ca mắc nhất với 817 trường hợp. Tiếp đến là các điểm nóng Hải Châu 484 ca, Thanh Khê là 459 ca và Cẩm Lệ là 433 ca. Theo thống kê, hiện 55 trên 56 phường xã trên toàn thành phố đều có ca mắc COVID-19. Tính đến nay, chuỗi liên quan chợ đầu mối Hòa Cường đã ghi nhận 815 trường hợp mắc COVID-19, gồm 224 ca là tiểu thương, 42 ca là người đi chợ và 549 trường hợp là F1, F liên quan, người trong khu phong tỏa liên quan F0 trước đó. Đây vẫn đang là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao.